Phương ơi, nằm xuống tận hưởng đi. Cả đời vất vả chăm sóc người khác rồi, bây giờ chị cứ nằm yên ở đấy cho người khác phục vụ mình, chị nhá. Da của chị không chăm sóc đều thế nhưng mà trộm vía cũng rất là khỏe đấy chị ạ. Chị chịu khó dùng kem dưỡng các buổi tối cũng như là chịu khó chăm sóc ở salon thêm ý, thì da của chị rất là đẹp luôn chị ạ. Sau đó là còn phải thay đổi gu thời trang nữa. Phải thay đổi toàn diện. Không được mặc cái kiểu như bà già thế nữa đâu chị ạ. Xong rồi đến khi mà da mặt mình đẹp, thời trang của mình đẹp, như thế mới có cơ hội lôi kéo chồng về với mình được. Anh Công có đi đâu đâu mà phải kéo. Chị cứ nói linh ta linh tinh để chị Phương cứ suy nghĩ. Em đừng có đùa với chị. Chị được trời ban cho một cái mũi chuyên đánh hơi tiểu tam đấy. Nói như thế này là chắc chắn là em chưa hề biết câu chuyện đi vào truyền thuyết của chị với lại anh Thành, đúng không? Ủa, chị Phương cũng biết hả? Này, được. Mẹ ơi, con có chuyện cần nói với mẹ ạ. Ồ, vừa mới đi tuần trăng mật về mà sao đã có chuyện gì thế con? Dạ thưa mẹ, con xin phép được về nhà với bố mẹ của con ạ. Khổ quá nhỉ, tôi đã nói thế rồi làm gì. Cậu đừng mở miệng ra nói một câu nào nữa. Mẹ biết không, ngày hôm nay người ta gửi ảnh cho con để con chọn làm album ảnh cưới. Và con đã phát hiện ra, vào ngày cưới của con, anh ấy đã tơ tưởng đến một người phụ nữ khác. Tơ tưởng cái gì, cậu bị làm sao đấy? Để mẹ xem nào. Đây mẹ xem, mẹ nhìn như này mà mắt con nhìn phong cảnh. Vào ngày cưới, đó là ngày đẹp nhất của một người con gái. Đời người con gái chỉ có một ngày thôi mà mẹ. Thế mà anh ấy không hề nhìn con, anh ấy nhìn một người phụ nữ khác vào lúc con đẹp nhất. Thế thì con cũng biết luôn là cuộc đời sau này của con sẽ chìm vào bể khổ. Bởi vì đến khi con sinh con đẻ cái, lúc đó con sẽ sập sệ, con sẽ xấu xí. Lúc đó chắc chắn là anh ấy sẽ đi ngoại tình. Ê, thế nhỉ? Không, buông tôi ra. Bố ơi. Ok. Bố ơi, con có chuyện mới nói với bố. Chị Phương. Chị Phương ơi. Em khổ quá. Chị ơi. Sao tự nhiên mọi người lại cười nhỉ? Đấy là một câu chuyện vô cùng nghiêm trọng và nghiêm túc cơ mà. Em à chị luôn đấy. Chỉ có mỗi tấm hình thôi mà chị suy nghĩ tưởng tượng ra cả một vũ trụ. Mà em thấy á, người bình thường người ta chỉ có giác quan thứ 6 thôi. Còn chị á, có luôn giác quan thứ 7. Chính là ảo giác đó chị Hà. Đấy là chị Phương chưa kể cho em chuyện phía sau thôi. Sau này nhá, chị này, chính chị phát hiện ra anh Thành đã từng có tình ý với cái con đấy trước khi quen chị. Chỉ có điều là chưa dính thôi. Em phải khâm phục chị mới đúng chứ. Mọi người không tin đúng không? Chị khẳng định với mọi người, chị có một khả năng mà không một ai có được. Đó là khả năng đánh hơi tiểu tam từ khi nó còn là tiểu nhị. Ui, cứ cười đi. Rồi đến khi chồng em có tiểu tam nhá, lúc đấy mình nghĩ trời ơi, tại sao lại không được gặp chị Hà sớm hơn.